Rồi, ok, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả anh em đam mê PCB nhé. Đấy thì hôm nay nó lại là một cái ngày mưa gió nên là em sẽ bỏ ra ngoài này, em sẽ làm video thực tế cho anh em để giới thiệu cho anh em ba cái cây condo thẳng dài này của bên shop, từ cấu hình thấp đến cấu hình tầm trung và cấu hình cao bên em đều có để đáp ứng được đủ nhu cầu cho anh em nhé. Thì như anh em đã biết, giờ dịch nó cũng sắp hết rồi đấy, thì xe cộ mới cả gửi chuyển phát thì cực kỳ là đơn giản phải không ạ? Anh em nào mà gửi xe cực kỳ là tiện lợi, thì chỉ việc gửi xe thôi, ráp cả cây em gửi xe cho anh em nhé. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm, em sẽ nói qua cái phương thức giao dịch và cách thức mua bán hàng của bên shop. Thứ nhất là ship COD, anh em nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán với người giao hàng anh em nhé. Ví dụ một cây này em sẽ chia thành 3 đơn em gửi cho anh em, hàng đến anh em bóc qua kiểm tra đúng hàng, đúng sản phẩm, đúng cây súng như anh em đặt thì anh em nhận, còn không thì thôi đấy, ok chưa? Còn phương thức thứ hai là gửi xe thì em sẽ hỗ trợ anh em là ráp cả cây ngày vào rồi em sẽ gửi đi cho anh em, cực kỳ tiện lợi phải không ạ? Ví dụ nhá, gửi xe thì em sẽ tháo xoáy độc van này và đầu giả máy ra, là em để trên khung rồi, là em gửi đi cho anh em, ok chưa? Cực kỳ tiện lợi. Gửi xe thì em lưu ý giúp em một chút là anh em phải thêm cho em một lửa tiền xe, gọi là cái tiền lửa tiền xe đấy, gọi coi như là tiền em lắp ráp căn chỉnh cho anh em đi, em chứ không, em không lấy của anh em một đồng nào, ok chưa? Ví dụ gửi lên Hà Nội thì mất tầm 400 thì anh em chịu cho em 200, nên em sẽ chịu cho anh em 200, ok chưa? Đó, thì trước gửi xe hay là gửi COD bên em đều phải lắp ráp vào rồi em căn chỉnh test ngon nghe rồi em sẽ gửi đi cho anh em. Em nào mà chốt hàng, chốt cây bên em ấy thì em sẽ kết bạn Zalo và em sẽ gửi những video test hàng thực tế cho anh em xem nhé. Đó, thì đây, thì trước khi quay lại với sản phẩm ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu cho anh em từ cây cấu hình cao nhất đi, cây cấu hình cao nhất của bên em anh em nhé. Đầu tiên là một chiếc bình carbon 0.42 này carbon 0.42 anh em nhé. Em làm muốn chơi 42, 36 hoặc là 05 bên em đều có. Đấy, van là van click két đen bản dài hộp mở đồng hồ xám anh em nhé. Hàng công ty Huben, ok chưa? Con này mà hồi áp và điều áp thì rất chi là tốt. Tầm 80% anh em nào mà chơi condo thì đã từng dùng qua những cái chiếc van như này. Đấy, rất chi nhiều anh em đã tin tưởng dùng những cái chiếc van này anh em nhé. Cành bên trong em đang lắp cho anh em là cành lô tha, white thơ, tem vàng, bắn đạn chỉ 5.5. Đấy, loại 1 anh em nhé. Con này cứ bao test cho em cự ly ở 70-90 mét. Còn anh em nào muốn bắn xa hơn thì phải chỉnh lại kính này anh em nhé. Cự ly em test cho anh em ở cự ly ở 65 mét sân vườn nhà em. Đó, còn anh em nào về muốn bắn xa hơn thì tự chỉnh lại kính. Combo là khung có ruột tay cầm nhựa, khung là khung vuông anh em nhé, khung vuông. Đó, bên em có cả khung vuông và khung tròn. Đấy, talon hay thẳng dài đều bằng giá nhau anh em nhé. Talon hay thẳng dài đều bằng giá nhau. Anh em nào muốn chơi dài thì chơi, còn không thì chơi talon, ok chưa? Combo khung giò ruột tay cầm nhựa, em làm mà không chơi tay nhựa thì chuyển sang tay gỗ bên em đều có đấy, tùy anh em nhá. Giảm 3 khúc bút leo đấy, thì em giảm này anh em lưu ý là em đã độ lại cho anh em rồi, cực kỳ là êm luôn. Thường là 3 khúc em nhìn 1 2 3, nhưng mà giảm này em đã được độ lại anh em nhá, độ thêm bắn cực kỳ là êm luôn anh em nhá. Kính là kính Discovery, kính này là kính HS anh em nhá, hàng cao cấp nhất với bên em đấy, cao cấp nhì thôi, nhất là HI rồi. Giờ em đang chưa có HI thì em đang lắp cho anh em là lắp HS đấy. Anh em nào mà muốn chơi HS thì alo cho em đấy. Đây là một cây cấu hình cao của bên em anh em nhá, cấu hình cao đó, gần như là cao nhất của bên em rồi đấy. Còn cây thứ hai đây em giới thiệu cho anh em là một cây cấu hình tầm trung, giá cực kỳ là sinh viên luôn. Anh em nào mà sinh viên mà muốn theo đuổi đam mê thì có thể xem những cái cây như này, cực kỳ là chất lượng anh em nhé. Bình là bình nhôm, bình nhôm 0.35 anh em nhé. Bình nhôm mới có cả 35, 30 và 45 đấy, rất chi là nhiều loại, anh em thích chơi loại nào bên em đều có, đáp ứng được đủ nhu cầu cho anh em. Van là van Superwell hộp đỏ, hộp to anh em nhé. Con này thì hồi áp và điều áp cũng rất chi là tốt đó. Khung này, khung thẳng dài anh em nhé, khung thẳng dài là khung có tem, khung check má vạch, không có tem anh em nhé, không có ruột tay cầm nhựa, ok chưa? Cành vẫn bên trong là cành lô tha white thơ, tem vàng, bắn đạn chì 5.5, kính của lo kính VTR 3-9x40 anh em nhé. Đây là vỉ gài đạn này, em có thể gài được 6 viên vào đây anh em nhé. Đấy, giảm vẫn là giảm giảm này thì em hãy lắp là giảm Aripok đó, 2 khúc anh em nhé. Tại vì cây này nó thẳng dài rồi nên lắp 3 khúc nó sẽ rất chi là dài. Đấy, đây dài như cái này này. Đó, cái này là cũng đã được độ lại rồi. Đấy, ok chưa?
Đấy, anh em nào mà muốn chơi loại nào thì có thể gọi trực tiếp cho em. Rồi em ra giới thiệu lốt cho em cây cấu hình tầm trung của bên em anh em nhé. Bình là bình carbon 05. Đấy, em lắp cho là bình carbon 05. Van là van clicket đen bản dài hộp mở anh em nhé. Vẫn là đồng hồ xám. Tay cầm là tay cầm liền khối. Em nhìn cái tay cầm liền khối đẹp không ạ? Vân của nó gỗ vân anh em nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp. Cành bên trong cành lô tha white thơ đen vàng. Kính là kính BSATMD anh em nhé. Hàng chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Con này rất chi là trâu bò anh em nhé. Rất chi là nhiều anh em đã tin tưởng dùng những chiếc kính như này. Tâm của nó là tâm 2 giấy số. Đó. Giảm vẫn là giảm 3 khúc. Đây, giảm 3 khúc bút leo anh em nhé. Đấy, anh em thông cảm giúp em là dạo này mưa gió nên là giọng của em nó đang hơi bị khác, hơi bị ốm một chút. Đấy, anh em thông cảm giúp em. Đấy, thì bên em là có một số điện thoại duy nhất trên màn hình 0962627622 và có cả Zalo. Anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm về những cái mặt hàng như thế này thì có thể gọi trực tiếp lại cho em. Thì em sẽ không báo giá cụ thể cho anh em, tại vì nhiều khi báo giá lên anh em cứ hỏi các thứ. Tại vì thế thì nên là em sẽ không báo giá. Anh em nào mà cần thì gọi trực tiếp lại cho em. Đấy, thì bên em là vẫn luôn là giáp theo yêu cầu anh em nhé. Giáp theo yêu cầu và giáp lên những cái cấu hình này và em sẽ báo giá cho anh em. Được chưa ạ? Giáp theo yêu cầu thì anh em nào mà muốn chơi gọi trực tiếp lại cho em. Đấy, bảo giáp cho tôi cây 8 triệu. Đấy, rồi kết bạn Zalo em sẽ lên em kê đồ cho anh em. Ok chưa? Đó. Đấy, thì nay em lên giới thiệu cho anh em là ba cây thẳng dài. Cấu hình tầm thấp này, tầm trung và tầm cao. Đấy, không phải tầm thấp đâu. Tầm thấp thì em nói chung là những cái cây như này ấy, em vẫn bao cho anh cự ly là tầm 65m anh em nhé, ở sân vườn nhà em. Còn anh em muốn bắn xa hơn thì có thể về chỉnh lại kính. Ok chưa? Đấy, nói rõ quan điểm là như thế. Đó, tùy vào tài chính của anh em thôi. Anh em thích chơi loại nào cũng được. Ok chưa? Thì hàng gửi đi cho anh em lưu ý giúp em là em sẽ tặng cho anh em là một hộp kẹo và những cái phụ kiện đi kèm, em sẽ gửi hết cho anh em nhé. Đó. Rồi, hôm nay thì em xin được phép được giới thiệu cho anh em ba cây này. Em nào mà xem yêu quý em thì ấn cho em một nút like và một nút đăng ký kênh. Đấy, để em ra những cái video, những cái mặt hàng mới để giới thiệu cho anh em nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.